Quá, xin chào bạn Biên nghe. Rồi hôm nay bạn Biên đi đâu đây? À, đi săn kẹo hả? Quá, có cây súng gì bự dữ hả? Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Biên có cây súng AK khổng lồ luôn nghe. Quá, rồi kiếm kẹo coi. Kẹo đâu? Mở cửa ra. Wow, bạn Biên thấy gì rồi? Bắn nó. Bắn một cái gì đi. Bắn. Rồi. Kẹo Doraemon hả? Rồi, bóp co. Quá, wow, mạnh quá. Rồi, làm cái kẹo Doraemon. Kẹo Huba nữa kìa. Rồi, làm vô. Đây nè các bạn ơi, một kẹo Huba. Rồi. Rồi. Rồi, phải hình lấy cái bịch nha. Rồi, bây giờ tìm kẹo có mặt đen nữa đi. Ồ, mặt đen giấu kẹo đâu rồi, thấy chưa? Đây nè, đây nè, đây nè, ở đây. Ơ, đâu rồi? Đó. Quá, wow, kẹo gì hả? Quá. Wow. À, cái đó là kẹo nhộm lưỡi á, nhộm lưỡi màu đen luôn á, ăn hoặc cái lưỡi màu đen với màu xanh lè luôn á. Rồi bỏ vô. Còn đây là kẹo gì? Kẹo. À, kẹo lau nước ngọt đó. Ồ. Rồi, rồi, còn gì nữa? Ủa, thêm cái kẹo gì lạ chứ hả? Đây thêm cái kẹo nhộm lưỡi nữa nè. Rồi kẹo lau nước ngọt luôn hả? Rồi bỏ vô bịch. Rồi tìm nữa cái còn không? Rồi, ông mặt đen đâu? Ông mặt đen đâu? Ông mặt đen ngoài kia hả? Rồi ra báo mặt đen. Đi ra báo mặt đen. Rồi cái gì nữa hả? Đây các bạn, một cái kẹo toilet. Ừ. Kẹo bồn cầu á. Đây là kẹo gì? Kẹo ui, kẹo dẻo á, kẹo dẻo quá trời, hình thú luôn, hình Pokemon luôn á. Vào đây các bạn ơi, kẹo gì vậy? Đâu? Wow, kẹo bức em bé đó. Rồi bỏ vô. Rồi thêm một cái gì nữa kìa. Kẹo gì vậy? Kẹo nổ nghe. Rồi bây giờ mình sẽ đi gỡ kẹo ra nghe. Đi lên cho đó luôn hả? Rồi lên đó kiếm thử có gì trên đó không. Rồi lên luôn. Rồi vậy xuống mở kẹo. Rồi đây các bạn ơi, bây giờ bạn Bin sẽ mở kẹo ra nghe. Mở kẹo gì trước? Rồi mở kẹo bình xịt chữa cháy trước nghe. Đây kẹo này nó có màu xanh nè. Còn bên trong nó có gì ta? Rồi dẹp bình. À kẹo chua hả? Đây, chua hả? Đây các bạn ơi, đây là kẹo xịt chua nghe. Mình xịt thử lên đây thử nghe. Đây nó có nước chua nè. Rồi bây giờ sẽ mở kẹo toilet, kẹo bồn cầu á. Ủa, cái này khó gì? Cứng quá, cái này có kẹo trong đây nè. Ừ. Rồi mở mạnh lên. Đây đó. Wow, thêm một cây kẹo mút nữa nghe. Wow, cây kẹo mút màu gì đây ta? Wow, kẹo mút tạo quá, bên trong gì á? Đấy các bạn ơi, bên trong là kẹo bột quá nghe, kẹo bột mà giống bột em bé hồi xưa vậy đó. Ngon dữ vậy. Rồi gỡ ra không? Đúng. Rồi cái này là kẹo mút màu xanh nè, ăn vô là cái nó xanh lưỡi luôn á. Rồi bây giờ bằng pin mở cái kẹo bột ra nghe. Có muỗng không? Muỗng đâu? Không có muỗng hả? Rồi cái này không có muỗng, mình bóc ăn nha. Ngon bằng pin. Rồi ăn này là hồi lưỡi nó xanh luôn á. Cho Hành ăn miếng nha. Kẹo này ngon quá hả? Chua chua ngọt ngọt. Chưa xanh. Đây kẹo mút nè. Gỡ cái này không? Ăn cái kẹo này thử coi. Màu xanh ngon nè. Đây. À gỡ kẹo không? Thôi gỡ trứng đi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái trứng Doraemon nha. Đây có hình Doraemon nè. Rồi có mạnh lên. Cứng quá hả? Wow, một cái trứng Doraemon. Quá, wow, bên trong có gì vậy? Trời, có nguyên một con Doraemon con luôn kìa. Lạ chứ hả? À, một kẹo gì lạ chứ hả? Rồi, xé ra thử nha. Rồi, wow. Xin gươm cam nha các bạn. À. Có mùi gì bạn Bin? À, mùi cam luôn hả? Hay dưa ta? Chua.
ngọt ngọt chua chua luôn nha. Rồi đây cho Thành ăn thử nha. Ngon lắm các bạn, đây là kẹo mùi cam nha. Rồi bây giờ mở gì nữa? Mở cái này không? Kẹo Doraemon nè. Nè, kẹo Doraemon á. Quên, Pokemon. Rồi bên trong có con gì trong đó? Wow. Đây các bạn ơi, bên trong Pokemon nó có kẹo. À có con thú nè, bên trong đây có kẹo con thú nè. Đó 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 đó, con thú gì trong đây nè. Ờ gỡ ra, gỡ ra. Đây các bạn ơi, bên trong có nguyên một con Pokemon nè. Rồi lôi ra bằng biết ơi, lôi ra, lôi ra. Wow, một con Pokemon. Wow, Pokemon màu vàng luôn nha. Nãy con Doraemon của mình đâu rồi? Doraemon đâu? Trời, cho Pokemon với Doraemon ở chung nha. Đây. Wow, có kẹo đó nữa hả? Đây nè các bạn ơi, đây kẹo màu tím nè. Ở bên trong còn gì nữa hả? Hình á. Hình Pokemon. Rồi. Wow. Rồi đây các bạn ơi, đây là hình bản đồ kho báu của Pokemon này nha. Mình đi coi trong bản đồ này, chứ là mình tìm được kho báu nè. Đó. Đây, nguyên bản đồ kho báu luôn. Có biết chơi không này, giống chơi cờ vua vậy đó. Rồi đây là lon nước ngọt nè, gỡ ra thử đi Văn Viên. Rồi bên trong màu gì vậy? Đây các bạn ơi, bên trong là kẹo thuốc nè. Rồi rớt luôn rồi. Đây, cục kẹo thuốc nhỏ xíu luôn á. Ngọt chứ à. Kẹo thuốc này có mùi xí muội. Ừ. Đây mình có thêm một cái trứng nữa nè. Trứng này bên trong cái gì? Mở cái trứng đi bạn đi. Đây, thêm hai bạn búp bê bị bể cái đầu rồi. Chưa. Ôi, đang còn cứng quá Bình ơi. Wow. Ôi, tôi chơi gì vậy? À, một cái xe các bạn ơi, một cái xe rip nè. Rồi đây này các bạn ơi, hai bạn Bình cầm súng AK đi, săn quá trời được chơi luôn. Kẹo với ở cái đó cái gì vậy? À kẹo nổ hả? Gỡ rồi coi thử nghe. Ờ thôi để dành đi, ngày mai đi học. Rồi bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn nghe. Hẹn các bạn video lần sau. Bye bye. Trời ơi có con dán kìa. Ôi dán bự quá. Đập 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 đó. Đập đó lên đó đập. Wow, có con dán bự quá. Ôi đập đó. Ôi ôi ôi. Chết chưa? Chết chưa? Chết mất tiêu rồi hả? Wow. Hello, xin chào bạn Ken. Rồi, cũng chào các bạn đi. À, các bạn ơi, hôm nay là bạn Ken có bộ đồ chơi hình con mèo nha. Đây là bộ đồ chơi đập con gián. Hôm bữa mình đập chuột, rồi nay mình đập gián nha. Rồi, hôm nay mình sẽ thi trò chơi đập gián. Ai mà đập thắng là sẽ được thưởng kẹo. Đây, thích không? Yeah. Con thắng là con mới được thưởng nha. Rồi. Ơi ba thui con thưởng sai ba. Rồi đây là phần thưởng ở đây. Ai thắng là sẽ được thưởng kẹo này. Rồi chịu không? Rồi bây giờ bắt đầu thi nha. Rồi ai là ai đọc thắng trước. Rồi bắt nhạc lên. Rồi đọc thôi. Wow, con đừng có đập ngược nghe nó bị gãy mũi. Wow, bạn Ken đập một con chuột nhảy lên luôn rồi các bạn ơi. Rồi đập tiếp thôi. Đập. Trời ơi đập hoài nó không dính luôn. À, rồi cái đồ này sau này khó chơi quá. Quá. Chu, chu. Vậy, vậy. À, không dính luôn. Con dính được con nào chưa? Không dính.
Ờ, con đó rớt ra ngoài luôn rồi hả? Tập lỡ nè, tập lỡ. Ôi, trời văng luôn rồi. Qua cái đầu này khói khó đập quá. Ba cua. Ba xếp dính rồi. Ờ, con văng ra ngoài nữa rồi hả? Sao con đập văng ra ngoài không vậy? Wow, ba chưa có con nào hết. Đây, 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 đây. Wow, chưa, chưa, đập chuột. Đập giác nè, đập, 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 đập. Wow, ui, ui, khó đập quá. Rồi, không có dính luôn rồi. Một con này cao, màu xanh con đập mạnh hơn. Rồi, màu xanh con đập mạnh hơn hả? Rồi, con đập nhanh đi. Nãy giờ con chưa dính con nào hết rồi, đập chạy lên luôn rồi hả? Wow. Đây nè, rồi ba dính rồi nha. Nè nè, ba dính một con rồi nè. Ba sắp hết rồi kìa ba. Sắp hết rồi hả? Rồi đập lẻ lên, đập lẻ lên. Ôi, nhanh lên. À, ba đập một con nữa đây nè. Rồi, ba có hai con rồi nha. Wow, mấy con này nó trốn ghê quá. Đi, nó trồi lên đây. Một con nữa nè. Wow. Các bạn ơi, băng ken này là đập đập ở trên gian nè, đập mạnh cho nó văng chuột ra ngoài, văng con gián ra ngoài. Đập đúng. Ơi qua rồi, cuối cùng băng ken cũng đã đập dính được một con chuột, đập dính được một con gián màu hồng. Qua đây đây, còn ba con nha. Và băng ken đang dùng chiến thuật mới, đó là đè đè đó hả? Đây, ba đọc đây, yeah, 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 một con màu xanh, yeah. Còn hai con nữa các bạn ơi. Ôi, mấy con chuột này sao nó chạy đâu rồi? Ui, ui, ba con chuột nó chạy ra ngoài kia rồi. Đập nhanh đi, bắt bắt chuột lại. Ui, ui, ui. Ê, các bạn ơi, bạn kia này bắt đầu là chơi gian rồi. Không được, cái này là phải chơi lợn. Rồi bỏ vô chơi lại.